tục bàn thứ tư, anh Tuấn đang dẫn 4-2. Đồ án suy nghĩ. Tùy người, nếu mà người hay ve ve thì là gãy ngay. Nhẹ đỡ nhẹ nhẹ như bác Tuấn kẹo kia thì nó bền lắm. Như anh đánh bao lâu? Như anh khoảng 4 tháng. Anh đánh không lót à? Anh đánh không lót. Nhưng mà cái dơ của em hất cổ vào quả trái hay thế nên khi quả sơ bô block nó không hất được như vậy. Nhưng mà nó lại thủ rồi. Ừ, nhưng mà nếu mà em đánh dơ đấy bắt buộc em phải đứng gần bàn, em đứng xa bàn là giống như em quay hai góc ấy là nó không hiệu quả. Nếu mà nó đưa xa rồi là cái con turbo block rồi tự chết bây giờ. Nhưng mà nếu mà cái dơ của em ấy, cái dơ của em mà em đứng xa bàn mà em quay được quả đối giật ấy, thì cái dơ này lại không đánh turbo block được. Super em lại tăng thêm tí lót. Ừ, em vẫn lấy hay nhưng mà em lại tăng lót để em ra một tí.
Ừ, có thể là làm sao đó điều chỉnh lại. Nhưng mà nếu mà tại vì có nhiều người đã đánh như thế không đánh được. Em thấy. Cũng là một cái hay mình phải thử thôi. Bác biết rồi, chín đều. Ta thử một ngày ta thấy nó không ổn. Đúng đúng giờ. Lâu rồi. Cháu đổ từ gai này sang gai kia, cháu phải mất hơn 2 tuần. Bác biết nói chung là nó bệnh này. Bây giờ nó gai kinh của chồng đây, bọn đánh thử cho. Cái gai đấy cũng hay đấy. Gai kinh đấy. Kinh hấp hết rồi. Mà nó rẻ, nó có lót luôn. Lót đi cùng luôn. Bác đánh 1 à? Vừa bác đánh 1 à? Hay là bác đánh vẫn 08? Bây giờ của bác sao nhất tưởng chưa bác đánh. Ví dụ đang giao nhanh, giao dữ dụng ấy. Nhưng mà đang chỉ có lót xem. Nếu mà có lót nào thì nó lại thành gần như là ra tấn công. Nó không nó đẩy lên đẩy lên. Người đều. Nhưng mà nó lại đẩy. Mà cháu cái bác đang chỉ có lót ra ngoài cũng kết đấy. Cái thằng super này mà cứ đỡ như của bác Tuấn là nó bền rồi anh. Ừ. Còn nếu mà hất lên là thì là hất là nó coi gai nó cong là nó gãy. Thằng ấy nó giòn lắm. Nó cũng có cái nhược điểm của nó đấy. Không, bởi nó cũng không mất nhiều tại vì là cháu đánh cả phải nữa. Có ngon không? Không nhìn thấy gì hết. Ở đây mình quay thấp quá, không quay, không xem vậy nè. Nó bon ở cái đoạn kia. Cái máy này góc quay rộng nhỉ. Tại vì là điện thoại ấy. Samsung. Ở nhà của mình có một cái máy quay nét cực kỳ luôn đấy. Nhưng mà giờ mình ít quay nên nó ít mang đi, cái đĩa của nó quay được lâu lắm. Đĩa quay được mấy trăm giờ. Cái thẻ nhớ đó anh. Đây là cái đĩa. Đó là ổ cứng. Ổ cứng của nó 400GB mà. Thế thì máy quay của máy quay ngon mà. Ngon mà, cái đấy nếu mà tầm biểu đấy là mình được người ta cho, người ta đã xài rồi, nhưng mà nếu mà trên thị trường nó bán khoảng tầm gần 20 triệu. Thế thì máy ngon rồi. Máy Sony. Máy xài ổ cứng. Cái loại đấy thì pin với cả đấy thì không phải lo. Không, pin thì nó lại không ngây lắm. Pin nó có thay mà. À, pin thay, nhưng mà phải chịu nhiều pin. Xoáy lên hết co luôn. Nó toàn ăn như kiểu bác cuốn đập nó đỡ được, nó chạy nó hành. Ui.